Đại Bồ Tát ấy tự tu pháp không quên mất, cũng dạy người tu pháp không quên mất, tự tu tánh luôn luôn xả, cũng dạy người tu tánh luôn luôn xả. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng dạy người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, tự tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng dạy người tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu trí nhất thiết, cũng dạy người tu trí nhất thiết, tự tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng dạy người tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng dạy người tu tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu quả vị giác ngộ cao tột, cũng dạy người tu quả vị giác ngộ cao tột. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu vô sanh pháp nhẫn, cũng dạy người tu vô sanh pháp nhẫn. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự nghiêm tịnh cõi Phật, cũng dạy người nghiêm tịnh cõi Phật, tự thành thục hữu tình, cũng dạy người thành thục hữu tình. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự học chuyển Pháp Luân Vô Thượng, cũng dạy người học chuyển Pháp Luân Vô Thượng. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự dùng vô lượng tướng tốt vi diệu để trang nghiêm thân, cũng dạy người dùng vô lượng tướng tốt vi diệu để trang nghiêm thân. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, cũng dạy người quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có.